Pin này được mấy tiếng? Chẳng nhiều mấy tiếng. Mỗi đội máy này nó rầm rầm mờ mờ. Xe 10 mà tao xe lại xong. Nope. Thế? Mấy giờ rồi? Mấy giờ ăn ngủ luôn à? Tỉnh sinh sán này tao nằm vùng tao suy nghĩ rồi tao rất khá luôn. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Màn hình rồi. Thế làm nào để quay cảnh xung quanh như vậy như này? Ừ. Đúng không? Hôm nay là ngày đầu tiên tại Mai Châu và hôm nay sẽ là chuyến đi tham quan đầu tiên. Đi bắt đầu đi. Đi. Lên vào tôi quay lại. Chẳng có đứa nào thân thiện phải giả vờ vẫy vẫy thôi chứ. Không. Cây này đẹp này. Rồi, giả lại chủ nhân. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn về khung cảnh của bản Lác Mai Châu. Đánh đi! Con đau thế! Chim
quyền nó phải chán. Rồi đấy. Tú đã bị thua. Terminator. Ôi. Là nhẹ mà. Chạy đéo gì. Ngọc Anh giữ cho tớ đánh nhá. Được rồi. Mày giật kinh quá. Giữ. Mình phải vừa quay. Xuống dưới đi. Cậu cứ tập trung cậu ấy đi. Lên lại coi. Ê, xuống dưới rồi ấy, đau quá. Chứ là lệch rồi. Ghê thế nào, Ngọc Anh. Ôi, thế mày ở bên dưới đấy. Đừng có. Đã hết sạch rồi. Nhìn đây. Thôi. Cậu quay tới à?